qua đời Thanh Tuyền. Vừa qua mạng xã hội xuất hiện loạt tin đồn danh ca Thanh Tuyền lâm bệnh nặng qua đời khiến khán giả hoang mang. Mới đây nhất Thanh Tuyền đã có mặt trong một đêm nhạc tại Mỹ, bà vẫn rất khỏe mạnh và xinh đẹp dạng người dù ở tuổi u 80. Trong dịp này MC dẫn dắt chương trình đã nói về tin đồn, gần đây có nhiều lời đồn đại về chị Thanh Tuyền, có người đồn chị bị đau bệnh rồi lại đang nằm viện nọ kia. Các tin đồn đó lan truyền trên Facebook, YouTube, họ nói chị Thanh Tuyền bị bệnh rất nặng. Chia sẻ về tình hình sức khỏe của mình, Thanh Tuyền nói, tôi không sử dụng mạng xã hội nên không biết người ta đồn đại thế nào về mình, nhưng nhiều người gọi cho tôi bảo rằng họ thấy hình ảnh tôi nằm viện hấp hối hay chăn chố gì đó. Tôi xin đính chính, đó là bức hình chụp 10 năm trước, khi tôi bị thương gãy chân và phải nằm viện. Giờ này tôi vẫn khỏe mạnh và đứng đây. Tôi xin cảm ơn khán giả khắp nơi đã gửi lời hỏi thăm quan tâm đến tôi. Tôi cảm ơn luôn cả người đã loan tin đồn tôi qua đời. Chắc vị đó cũng thương tôi lắm nên mới làm vậy để khán giả nhắc nhớ tôi. Sau khi đính chính tin đồn thất thiệt, Thanh Tuyền còn chứng minh mình cho khán giả thấy bà vẫn còn khỏe mạnh bằng cách hát live 10 bài liên tiếp không nghỉ. Thật khó tin khi đã ở tuổi U80, Thanh Tuyền vẫn hát rất khỏe, hát treo cao liên tục không đuối, giọng vang sảng đầy đặn khiến ai cũng bất ngờ nề phục. Thanh Tuyền sinh năm 1948 tại Đà Lạt, sau đó chuyển về Sài Gòn sinh sống và theo đuổi con đường ca hát từ sớm với giọng hát trời phú và kỹ thuật điêu luyện, bà nhanh chóng nổi tiếng thành công vang dội, đóng đinh với dòng nhạc bolero. Trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam, Thanh Tuyền được coi như một danh ca tượng đài âm nhạc lớn, có ảnh hưởng đến nhiều thế hệ ca sĩ sau này. Ít người biết khi mới sang nước ngoài, Thanh Tuyền từng có ý định nghỉ hát đi làm việc khác và nghĩ sẽ không bao giờ quay trở lại sân khấu. Nhưng nhờ cơ duyên với nghề bà tiếp tục được mời đi hát lại và duy trì vị thế suốt 60 năm. Thanh Tuyền được xem là cổ hiếm trong làng nhạc khi càng già hát càng khỏe, càng hay giọng càng vang, nội lực, lên được những nốt cao vút. Hiện dù đã ở tuổi 75, Thanh Tuyền vẫn là một trong những ca sĩ đắt sâu, cả trong nước lẫn hải ngoại được đông đảo khán giả mến mộ. Thanh Tuyền luôn giữ được lửa nghề, đam mê ca hát và hát bằng tâm huyết tràn trề như thời trẻ. Bà từng tâm sự tại một livestream mới đây. Người ta hay nói dã từ sân khấu nhưng tôi kỹ nhất câu đó. Vì sân khấu là nơi nuôi sống mình, khán giả thương thì làm sao dám dã từ. Chỉ khi nào khán giả dã từ tôi thì tôi mới nghỉ hát. Nhiều người hay nói tôi già rồi, hát làm gì nữa nghỉ đi. Tôi muốn nghỉ lắm nhưng hát là lẽ sống của tôi. Tôi không cần những sự phê bình kêu nghỉ hát đi vì tôi sống cho lẽ sống của mình. Với tâm nguyện đó, Thanh Tuyền hễ cầm mic lại khiến khán giả dùng mình bởi không ai tin ở đội tuổi 75. Bà vẫn hát nội lực, làn hơi dài bất tận đến thế. Nhiều ca sĩ trẻ cũng không đuổi kịp. Tuy vậy, Thanh Tuyền vẫn có nhiều chiêm nghiệm về cuộc đời. Khi đã ở tuổi xế chiều, bà nói... Tất nhiên tôi không bao giờ dám nói chia tay hay dã từ sân khấu, nhưng tôi nói thật, bây giờ tôi sống tính trong từng phút giây. Danh ca Hương Lan tôi không còn thời gian, sức khỏe để làm live show khác. Sau live show Hương Lan một đời sân khấu diễn ra vào tháng 6 năm 2018, vì cầu toàn nên đến nay DVD cùng tên của danh ca Hương Lan mới chính thức được phát hành và chị xem đây là live show để đời của mình. Tối mùng 7 tháng 10, danh ca Hương Lan cho biết, dù thời lượng 3 tiếng là khá dài trên sân khấu, nhưng không thể đủ nói hết những tác phẩm hay quá trình làm nghề của chị. Hiện tuổi chị đã cao cũng như xét về khía cạnh tâm huyết thì chị khẳng định đã dốc hết sức hết lòng vào DVD này nên sau này sẽ không thể có đủ thời gian hay sức khỏe làm được cuốn thứ hai. Danh ca Hương Lan rơm rớm nước mắt nhưng trong ánh mắt của chị vẫn ánh lên niềm hạnh phúc. Vì hơn ai hết, khán giả yêu thích giọng hát của Hương Lan. Theo dõi chị suốt bao năm qua đã chứng kiến được Hương Lan có cuộc đời làm nghệ thuật thăng hoa và thành công. Khi đến nay, nói đến dòng nhạc trữ tình, mang âm hưởng dân ca hay các ca khúc bolero, hiếm có giọng ca nữ nào vượt qua chị tổng đạo diễn trần vi mỹ người thực hiện live show hương lan một đời sân khấu cho biết làm dvd này rất tốn kém mất nhiều thời gian vì chị hương lan quá kỵ tính cũng như cầu toàn chưa kể hai người ở khoảng cách xa nên cứ phải bay đi bay về mỗi khi hội ý hoặc biên tập chỉnh sửa để dvd được hoàn thiện anh cũng dành sự ngưỡng mộ cho thần tượng thủ thuở thơ bé của mình và rất nề phục sức làm việc cũng như tâm huyết của danh ca hương lan cho sản phẩm này DVD Hương Lan một đời sân khấu được phát hành, giải tỏa cơn khát cho người hâm mộ danh ca Hương Lan toàn thế giới. Live show để đời này diễn ra chỉ có khoảng hơn 2.000 khán giả tại Việt Nam được xem biểu diễn trực tiếp trên sân khấu. Với cộng đồng người hâm mộ thuộc mọi lứa tuổi ở khắp nơi tại hải ngoại, có thể nói việc không được xem trực tiếp Hương Lan một đời sân khấu là điều rất tiếc nuối. Vì thế hơn một năm qua họ đã giáo diết đề nghị Hương Lan phát hành DVD này để giải tỏa cơn khát là người cầu toàn nên sau gần một năm chuẩn bị kỹ càng danh ca hương lan cùng đạo diễn trần vi mỹ cuối cùng đã cho ra mắt dvd ý nghĩa này DVD này có thời lượng 3 tiếng với hàng loạt tác phẩm mà danh ca Hương Lan dốc ruột gan thể hiện tất cả tinh hoa trong nghiệp ca hát của mình từ vọng cổ đến dân ca tân nhạc rất nhiều ca khúc được yêu thích đã được Hương Lan thể hiện qua giọng hát huyền thoại với âm sắc ngọt ngào luyến láy điêu luyện như em đi trên cỏ non, ca cảnh Trưng Nữ Vương, còn thương rau đắng mọc sau hè, chiếc áo bà ba, ba, cây đàn bỏ quên và những tình khúc bolero gắn liền với tên tuổi Hương Lan được khán giả khắp nơi biết đến hơn một năm sau ngày diễn ra live show nhưng với những khán giả được xem trực tiếp trên sân khấu họ vẫn không khỏi bồi hồi xúc động khi xem lại những thước băng ghi hình. Với họ, hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi xem live show một đời sân khấu, kỷ niệm 57 năm ca hát của Hương Lan là chưa đủ. Họ vẫn muốn được xem thêm nhiều lần nữa. Trong DVD này, khán giả cũng sẽ bắt gặp lại những gương mặt quen thuộc có tầm ảnh hưởng, gắn bó với sự nghiệp của danh ca Hương Lan như nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, Trọng Phúc và các nghệ sĩ khách mời Trí Tài, Ý Lan, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê, Đức Tuấn, vân vân. DVD được dẫn dắt bởi cặp đôi danh hài Hoài Linh Trí Tài trong vai người kể chuyện đời của Hương Lan. Rất nhiều câu chuyện đằng sau bức màn nhung đã được nữ nghệ sĩ bật mí hay những năm tháng thăng trầm với nghệ thuật nơi xứ người cũng như trên đường đời đã được hai người dẫn chuyện cùng Hương Lan kể lại rất duyên dáng, xúc động và chân thực. Nhạc sĩ Đức Trí đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, soạn giả Hoàng Song Việt biên tập phần cổ nhạc cho DVD này. Danh ca Hương Lan cho biết thêm, chính nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu là cố vấn cho phần cải lương của chương trình. Hiện DVD đã chính thức được phát hành trên toàn thế giới thông qua các cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Danh ca Trái Linh nói gì về ba ca khúc chưa được cấp phép? Mới đây trong lần livestream tại khách sạn ở nước ngoài cùng em sinh Nguyễn Cao Kỳ Duyên, danh ca Chế Linh thông báo ông được cấp phép ba ca khúc mới do mình sáng tác với bút danh Tú Nhi. Đây là các ca khúc gắn liền với tên tuổi Chế Linh từ thời ông còn trẻ, nỗi buồn sa mạc, thương hận một lần hiện diện. Chế Linh hào hứng khoe với người hâm mộ, ông sẽ hát những ca khúc này tại live show Chế Linh sắp tới ngày 28 tháng 10 năm 2016 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội. Tuy nhiên đại diện Cục nghệ thuật biểu diễn cho biết, ba ca khúc mà Trần Linh dự tính hát thêm trong live show ngày 28 tháng 10 tại trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình Hà Nội chưa được cấp phép. Thế nên thời gian vừa qua đã có nhiều trang báo phản ánh sự việc này. Sự việc này khiến Chế Linh áy náy, tuy nhiên do bận thực hiện một loạt show diễn ghi hình tại Mỹ, ông chưa thể có phản hồi chính thức ngay được. Ông cho biết rất xin lỗi vì sự chậm trễ này chế linh giải bày mấy ngày trước khi ngậu hứng livestream với kỳ duyên tôi có phát biểu về việc sẽ hát thêm một số ca khúc trong chương trình sự việc này là do người đại diện của tôi hiểu lầm ý truyền đạt từ ban tổ chức rằng sẽ xin cấp phép ba bài hát mà tôi dự kiến xin phép phổ biến và sử dụng thêm trong chương trình như một món quà nhỏ dành cho khán giả nhưng sau khi trao đổi trực tiếp với ban tổ chức tôi được biết rằng ba bài hát đều là sáng tác của tôi dự kiến sử dụng thêm trong chương trình này chưa kịp cấp phép biểu diễn nhân đây tôi cũng gửi lời xin lỗi đến cơ quan quản lý khán giả Tôi hứa sẽ hát những ca khúc được phép phổ biến, được cấp phép, trong đó rất nhiều là những sáng tác nổi tiếng của tôi được phép phổ biến và một số sáng tác bất hủ của một số nhạc sĩ đã gắn liền với tên tuổi tôi. Về lo ngại mà báo giới đã viết trong thời gian qua rằng live show có thể trục trặc trong khâu tổ chức vì sự cố bài bài hát dự kiến hát thêm chưa được cấp phép kia. Trấn Linh khẳng định, tôi đã được cấp phép biểu diễn cùng các ca sĩ khác trong chương trình. Giấy phép của chúng tôi cũng đã được Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho phép biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Nội dung chương trình biểu diễn với gần 50 tác phẩm đều đã được phép phổ biến, đã được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương phê duyệt. Trong đó có khá nhiều là sáng tác của tôi và có một số sáng tác của các tác giả nổi tiếng khác. Theo giấy phép biểu diễn của live show Chế Linh, gần 20 ca khúc sáng tác của tôi đã được phép phổ biến với bút danh Tú Nhi và Lưu Trần Lê đã được phép phổ biến dự kiến sẽ được trình diễn trong live show là những sáng tác nổi tiếng như Đoạn buồn cho tôi, Lời cho người tình phụ, Đoạn cuối tình yêu, Trong tầm mắt đời, Nếu chúng mình cách trở, xin vẫy tay chào, sao đổi ngôi, vân vân. Ông cũng thể hiện một số các khúc nổi tiếng của các nhạc sĩ khác như Áo em chưa mặc một lần, Cho vừa lòng em, Về đâu mái tóc người thương, Đôi mắt người xưa. Chế Linh sẽ song ca cùng các ca sĩ trong chương trình một số sáng tác nổi tiếng như Mai lỡ mình xa nhau, Nếu chúng mình cách trở, Đừng nói xa nhau, vân vân. Hiện Chế Linh và vợ đang trên đường về nước để thực hiện live show. Ông muốn đảm bảo sức khỏe, tinh thần thật tốt cho lần tái ngộ khán giả thủ đô sau gần 3 năm xa cách. Các nghệ sĩ trong live show Chế Linh tại Hà Nội như Sơn Tuyền, Anh Thơ, Ngọc Ánh, Phương Dung. Quang Linh, Hoài Lâm, Giáng Tiên đều là những tên tuổi hoặc là gắn bó với sự nghiệp ca hát của ông hoặc là những giọng hát bolero mà ông khen ngợi. Với live show này, Chế Linh mong muốn được mang đến cho khán giả những màu sắc đặc biệt nhất của dòng nhạc bolero qua những giọng hát mà ông cho rằng mang đầy đủ nét đẹp của dòng nhạc mà ông gắn bó suốt cuộc đời mình. Chế Linh chia sẻ, ông sẽ mang đến cho khán giả Hà Nội một đêm nhạc bolero đích thực với những giọng ca trải dài theo năm tháng để nhìn thấy một sự tiếp nối rõ ràng cho thế hệ hôm nay với khối lượng các sáng tác đồ sộ của riêng chế linh và các nhạc sĩ khác chế linh tin rằng khán giả sẽ được thưởng thức những ca khúc bolero nổi tiếng nhất mang nhiều tâm sự nhất mà người nghe chỉ nghe những giai điệu đầu tiên cũng đủ say đắm thổn thức